chang như vậy. Vô
dữ vậy đấy, cứ hờ hờ thôi. Trên chu quá, nó không được độc quá, nó cứng nha anh em. Ở đây là mình nói về cái cách để làm thôi, chứ nếu mà để mà mình mài cái này mà nó trên chu rất là lâu thì mình sẽ làm cái clip nó sẽ rất là dài, nên anh em cũng nhiều khi cũng lười coi. Là mình nói để cho anh em hiểu vậy thôi, anh em cứ ngồi mà làm sao cái này phải kiên nhẫn nha anh em. Như vậy mới là đúng nè.
này thì mình sẽ tua nhanh anh em ha. Còn giờ anh em biết được cái bịch của nó rồi á thì mình có thể mình dừng nhất tại đây cũng được. Thì anh em chỉ cần làm cho nó bôi trên y chang như nằm xi lanh với trái bê tông thôi, thì là anh em ráp vô là nó sẽ ngon hơn như tình trạng lúc đầu nữa anh em. Nó rất là trơn tru, tháo mũi ra cũng rất là dễ, nhấc lên cái nhét mũi vô, thả xuống cái là gài mũi lại. Sau 15 phút có cung mài sắt, có ngày lên kim nha anh em. Mọi người, mình đã mài ok rồi, trên chu rồi nha anh em, chưa vô mỡ bò, chưa vô dầu mà nó trên chu như vậy là rất là êm nha anh em, rất là nhẹ. Rồi công đoạn tiếp theo là mình sẽ đi vệ sinh, nếu mà có dầu hôi thì vệ sinh bằng dầu thì ngon hơn, chứ anh em đừng nên vệ sinh bằng xăng nha. Xăng này nó cũng có chất, theo như mình được biết là giống như chất bào mòn hay là cái gì đó. Nói chung là tốt nhất là anh em đừng có nên rửa bằng xăng. Xăng thì nó rửa nó sạch thiệt đó, nhưng mà không nên rửa bằng dầu được rồi. Dầu đi gen hay là dầu hôi gì cũng được, rửa cho sạch sẽ đi, mấy cái bụi nó bám vô này nọ cũng không tốt. Đất cát này nọ đó, nó chui trong cái lỗ này, chui vô nè, cái lỗ đầu vít này nè, chui vô nè, nó qua bằng cái lỗ bi này. Anh em nên vệ sinh sạch sẽ đi, rồi anh em ráp lại là ok thôi. Rồi bây giờ mình vệ sinh nha. Trên đây nó có một cái ron nha anh em, được cũng đừng để mất nha anh em. Nói chung anh em lúc tháo ra anh em để kỹ gì đấy, nên lựa một cái khoảng nào mà nó sạch sẽ, nó trắng ấy, thì bất cứ cái đồ gì rớt ra mình cũng có thể thấy được nó. Còn mình không biết cách ráp lại ấy, thì mình cũng có thể xem clip của mấy bạn ở trên YouTube. Đừng để mất một bộ phận nào hết.
nghe chắc thấy đơn giản ha. Tại vì mình không chịu làm thôi, nếu mà mình bất cứ mình chịu làm một công việc gì thì mọi thứ đều đơn giản hết nha anh em ha. Rất là chân chu và nhẹ nhàng ha anh em ha. À quên, cái này mình chưa, mình nói thêm, khi anh em mà nhấc cái này lên để nhét đầu vít vô, anh em cứ quay sang trái một tí rồi anh em nhấc lên nó rất là nhẹ, rồi hoặc là quay sang phải nhấc lên một tí rất là nhẹ đó, quay sang trái quay sang phải, muốn quay hướng nào quay. Còn nếu anh em mà rút thẳng ra thì nó sẽ, trong đây nó có một cái, nó có một cái phe rồi để giữ bi anh em, nên là nó hơi cứng một tí đó. Nên cứ quay sang trái hoặc quay sang phải thì nó nhẹ hơn đó. Riêng cái rong cao su này thì anh em không cần phải rửa kỹ ha, lau chùi sạch sẽ rồi cả, tại nó vô dầu vô xăng thì nó sẽ nở nên anh em hạn chế. Rồi bây giờ mình chan mỡ bò vô nó thôi là thành công ha. Mỡ bò của mình cũng tới nái nè anh em ha, để lâu quá à. Okay, xài hết lực này đi, muốn tháo ra vệ sinh mình chơi mỡ bò xịn sao ha.
Rồi, tới công đoạn khó rồi anh em ơi. Công đoạn nhét cái phe vô, tại nó rất là nhỏ nên là khó lắm nha anh em. Lúc mình tháo ra mình cũng không có mình cũng không có đồ nghề, mình không có cái kìm bóp bung á. Nên là mình sử dụng bằng một cái tua vít đầu nhỏ nè, mình giữ lại cho đừng có quay tới quay lui. Quay tới quay lui là mình sẽ không lấy được. Rồi mình lấy một cái vật dụng dụng gì nhỏ nó quắt á, như đầu kéo này cũng được. Mình gãy lên nó sẽ cũng sẽ lên được ha. Còn bây giờ mình sẽ nhét vô. Trước tiên là phe tròn trước nha. Anh em sử dụng móng tay á, nhấn nó xuống rồi vô còn quay nè, hết tuột rồi nè anh em đó. Và bây giờ mình có thể nhấc lên nhấc xuống rồi nè đó, rất là nhẹ nhàng. Như vậy là anh em sẽ nhét xuống được, anh em phải nhấc cái này lên quay nó một vòng, quay nó muốn quay bên nào, quay bên trái cũng được, quay bên phải được, mà quay nó một tí xíu thôi. Đó là anh em có thể đẩy này xuống được. Thấy không? Nhấc lên. Quay trước làm lại đây nè. Mình nhấc lên, quay nhẹ nó cái. Đó, mình nhét này vô. Đó, rồi mình thả ra. Cái đầu vít nó sẽ dính lại. Thấy không? Là cái viên bi lúc nãy nó gài lại anh em. Còn lấy ra cũng đơn giản vậy thôi, cũng nhấc lên, xoay nó cái, nhấc lên. Rút nó ra. Mình đã thành công rồi đó anh em. Rồi bây giờ chỉ cần ráp lại thôi, quá chân chu rồi. Rồi giờ mình ráp lại ha, ráp lại thì còn đơn giản nữa. Giờ lúc đầu mình tháo ra sao thì mình ráp lại vậy thôi, đừng có thay đổi cái vị trí nào hết là được. Anh em nào không nhớ lúc mà mưa vừa tách cái hộp này ra này, cái vỏ bên này ra, anh em lấy điện thoại anh em chụp lại thì bảo đảm không bao giờ quên một cái món nào hết. À ở đây sẵn thì mình tháo ra thì mình chà mỡ bò vô luôn ha. Anh em thấy máy nhỏ thiệt, máy cũng giống như bằng máy này mà motor của nó này bự chập bá lựa luôn nha anh em, dây đồng đàng hoàng nhìn rất là kiên cố chắc chắn. Rồi sẵn thì mình chà mỡ bò vô đây luôn, vô chức năng búa của nó luôn. Cũng không cần phải vô nhiều mỡ bò đâu nha anh em, vô nhiều thì nó quay lung tung sờ ngầu, nó văng ra tùm lum cũng dơ lắm nha anh em, vừa đủ thôi. Trong đây nó có ngăn hết nha anh em, nên là anh em phải đặt vô đúng. Như mình là đặt như vậy là bị chặt hết một miếng ròn ngay chỗ này rồi nè. Điện thoại mình lấy nét dở quá anh em thông cảm ha, nhưng mà mình biết là mình bị chặt miếng ròn rồi, bây giờ mình phải tháo ra mình ráp lại. Mấy cái này phải cần hết sức tỉ mỉ ha anh em ha.
còn cắn một miếng đó anh em ơi. Do nó có miếng cao su này nè anh em, nên là anh em phải nhấn thiệt là mạnh nó mới vô cái gờ được. Rồi mình đã gà cho được rồi nha anh em. Đó, khi gài xong cái cao su này nó sẽ cứng ép sát như vậy nè anh em, nó là chân chu. Rồi bây giờ đóng nắp thôi. Đó, anh em đóng nắp mà anh em thấy nó chưa xít ốc mà nó khít vô hết như vậy thì biết là được rồi. Còn mà nó có đột hay cái gì á là biết là mình rách tào lao rồi.
Bây giờ test thôi. Nhấc lên quay qua cái tự tụt luôn thấy không anh em, đó hạ xuống dính cứng ngắc, nhấc lên tháo ra, hạ xuống dính cứng ngắc, nhấc lên rồi hợp lại đi. Ok rồi mọi người ơi, còn độ uy lực thì mấy lúc trước thì mình có nói ha, máy có búa này thì nó lực lắm nha anh em. Wow wow wow, chừng lùng bàn. Ok rồi anh em ơi. Rồi xin chào tạm biệt anh em ha.